What do you learn today? Hôm nay con học bảo vệ trên ô tô. Không hẳn ra. Hôm nay con học mắt trẻ mắt kẹt trên ô tô. Phải cầm lấy ô tô và mở cửa để cửa ra. Có một ý nữa đó là Look at me. Đó là lấy cái gì xác nhận để đập cửa kính ra. Còn mọi người thứ ba là lấy còi bấm tít tít ở trên ô tô để người ta làm biết. Look at me. That's all. Finish. Yeah, finish. Bye bye. Bye bye.